Em xin chào cả nhà mình nhá. Chào mừng tất cả các anh nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube Tình Tuyên Quang của em ạ. Vâng ạ, hôm nay thì em Quỳnh sẽ lên cho cả nhà mấy mẫu ạ mi chống mộc để cho anh em nhà mình lựa về chơi, về nghe hot hay về thả avi các anh nhá. Bên em thì chuyên về mi mộc và khiếu mộc. Vì vậy anh em cô bác mọi miền Tổ quốc mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng này thì các bác có thể ủng hộ kênh của em Quỳnh Tuyên Quang nhá. Số điện thoại liên hệ với em là 0983 936 899. Thì bên em có ship toàn quốc, bảo hành uy tín chất lượng, bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Rất là mong được sự quan tâm yêu ái của cả nhà mình bằng cách mọi người có thể ấn theo dõi kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em để xem nhiều video về mi mộc và khiếu mộc nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà một em chim phạm mi mộc đầu tiên này. Em này có đôi mắt cực kỳ đẹp nhé. Hay quay gần để cho anh em cô bác nhà mình có thể xem kỹ hơn, gần hơn. Màu mắt em này rất là đẹp luôn, màu mắt xanh này, đẹp lắm anh em nhé. Đôi mắt em này quá là chất lượng luôn. Em này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em giá 1 đồng 8 nhé. Một em chim bộ khá là to, người dài, lông rất là ôm này, đẹp nhá cả nhà nhá. Em này lông mỏng và ôm lắm, bản đuôi đẹp. Đấy. 1.800.000 cho anh em nhà mình nhá. Bên em có ship toàn quốc, cả nhà lưu ý giúp em là như vậy nhá. Mọi người ở đâu thì em cũng có thể ship cho cả nhà mình. Chân móng mỏ đẹp, sáng màu. Em quay gần một chút, sát một chút để cho cả nhà xem kỹ hơn nhé. Nếu như cả nhà mình đã ưng rồi, thích cái đầu mặt form dáng của em này thì gọi điện cho em là mua được hàng ạ. Bên em thì báo giá chim chưa bao gồm phí ship. Anh em cô bác ở đâu thì vui lòng cộng thêm phí ship ở đó giúp em nhé. Em ở Tuyên Quang, ship đi Hà Nội các thứ thì đơn giản, khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là mọi người nhận được. Phú Thọ các thứ cũng khoảng 2-3 tiếng nhé. Rất là dễ và gần, thời buổi 4.0, 5.0 rồi. Nên là buôn bán qua mạng online nó cũng là một điều gì đó rất là bình thường và đơn giản thôi. Vì vậy mọi người có nhu cầu thì có thể ủng hộ em nhé. Đây em họa mi này, đầu mặt bóng bộ đẹp lắm, ngực nở, chân móng ok nhé. Và không tật lỗi gì đâu ạ, nếu có tật lỗi thì em Quỳnh sẽ báo luôn. Đấy, em Quỳnh sẽ kết thúc mã đầu tiên mang mã số là 505. Bây giờ sẽ chuyển sang mã số 506 cho anh em nhà mình nhé. Dạ vâng, với em họa mi thứ hai em Quỳnh muốn chia sẻ cho anh em nhà mình nhé. Là một em chim khá tĩnh chim và thuần chim này. Em này thì chim non rừng thôi nhé các bác nhé. Đấy, khoảng chim chuyền bánh tẻ. Em này em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.600.000 nhé các anh nhé. Mổ tay ở mầm luôn, hót rất là tốt, mau mỏ nhé. Thuần lắm, tĩnh lắm, đấy. Rất là thuần và tĩnh chim nhé, 1.600.000. Anh em nào ngại thuần hóa những cái hàng già rừng nó hơi nhảy một chút thì anh em có thể lấy cái hàng này nhá. Dễ thuần hóa lắm. Nói chung là thuần tĩnh chim, thuần không mà các bác này. Mổ tay mầm luôn. Đấy. Rất là tĩnh, rất là thuần. 1 tổng 6 cho anh em nhà mình nhá. Đầu mặt đẹp, ngực nở, làm mắt rất là rộng nha coi nhá. Đấy, đấy nó mổ nhiều lắm. Đấy, bản đuôi đẹp nhá các anh nhá. Chim bộ khá là to, trường chim, dài chim. Hàng này thì về dễ thuần hóa không mà các bác. Rất là dễ luôn nhá. Chim này là chim chuyền. À, em zoom gần đầu mặt cho anh em quan sát kỹ hơn này. Chim đã hot rồi nhá, em bảo hành cho anh em là chim chống chuẩn chọn đời luôn ạ. Bảo hành chim không tật lỗi, không khàn khê gì. Ghi hộ tín mã giá chứ. 1.600.000 nhá anh em nhá. Mang mã số là 506. Chim rất là thuần này. Chu, không biết sợ gì đâu này. Đấy. Đấy, vẫn mổ ở mầm nhá, mổ tay đau lắm, không để cho nó mổ đâu các bạn. 1.600.000 nhá các anh nhá. Chim mộ to đẹp chim luôn. Bây giờ em Quỳnh sẽ chuyển sang em mã số 507. Vâng ạ, và bây giờ thì em Quỳnh sẽ lên cho cả nhà một em chim chân vàng mỏ vàng nhá. Đây mời các anh nhà mình cùng quan sát em nó này. Một em chim trống rất là đẹp. Mắt màu tàn thuốc nhá các anh nhá. Họa nét đều, đóng cao. Lông đầu mỏng. Em này mỏ to này. Em chim trống rất là đẹp, em Quỳnh chia sẻ cho cả nhà mình giá 1.600.000 nhé các anh nhé. Đẹp chim lắm, bộ khá là to. Bản đuôi cũng đẹp các bác nhé.
Chim chống mộc bên em đã hót hết rồi nên anh em yên tâm. Đấy, rất là tĩnh chim và thuần chim này. Hàng này bên em nuôi 3-4 tháng lồng rồi, các anh yên tâm nhé. Mỏ to này, ngực nở này, la mắt đóng cao, la mắt rộng, họa đóng cao, đẹp lắm. Anh em nhà mình mà lựa được em nào thì ủng hộ em nhé. Hàng mộc thì chủ yếu là mình lựa về bóng bộ và đầu mặt. Đấy, các bác cứ xem, nếu như mà đã ưng rồi thì cứ ủng hộ em Quỳnh thôi. Thật ra chơi chim này nó không có một tiêu chí nhất định. Mỗi người sẽ thích kiểu cách riêng của mình nhé. Mỗi người sẽ thích cái nhu cầu chơi của mình, nó sẽ khác nhau, không ai giống ai cả. Nên anh em nhà mình nếu như mà phù hợp với cái tiêu chí của mình rồi thì các bác cứ quất thôi. Đấy, bên em Quỳnh có ship toàn quốc nhé, bảo hành uy tín, bao giờ cũng đặt lên hàng đầu và chất lượng các bác ạ. Chim bộ rất là đẹp, đầu mặt ok, tĩnh chim, ngực nở. Tiếp theo thì em Quỳnh sẽ chuyển sang em mang mã số là 508 nha anh em nhé. Đây em Quỳnh lên với các anh một em mã số 508 nhé các anh nhé. Em này chia sẻ cho anh em giá 1.5 này. Chim rất là dài, nó đang hoảng, đang tìm đường ra này các bác này. Người dài lắm, đầu mặt bóng bộ cũng đẹp. Chim đã hót rồi nhá các anh nhá. Đấy, chân móng thì không tật lỗi gì đâu. Chim đang hoảng tìm đường ra nên nhìn cái đầu nó hơi ngẩng cao một chút thôi, chứ không có lỗi hay là không có ngoái ngửa gì đâu nhá. Em đã test rồi nhá. $1.500.000 cho anh em nhà mình, em họ Mi này ạ. Nói chung là đây toàn những em chim đã lựa rồi, hàng tố chất và đã hot rồi nha các anh nhé. Vì vậy anh em nhà mình có sưu tầm hàng bên em Quỳnh thì cứ yên tâm, em bảo hành cho anh em nhà mình chọn đời chống mái luôn ạ. Bây giờ thì bảo hành cho anh em là không tật lỗi gì nhá các anh nhé. Chim này 100% là chim chống chuẩn. Bên em đã test không tật lỗi, không khàn khê và không ngoái ngửa gì cả. Nếu có vấn đề gì thì em vẫn bảo hành cho anh em nhà mình nhé. Một vấn đề gì đó không may. Đấy, thì bởi vì là buôn bán này thì cũng không ai dám chắc 100% gì được cả. Nhiều khi do vận chuyển hay như nào đó nó tụt bóng, nó có rất là nhiều lý do, bởi vì hàng mộc mà các bác. Thế nên là em có trách nhiệm sẽ bảo hành cho anh em đến tay chim khỏe mạnh. Đấy, 1.500.000 nhé các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang em họ Mi thứ 5 trong video ngày hôm nay ạ. Mang mã số là 509 nhé. Em lên với cả nhà mình em chim thứ 5 trong video clip ngày hôm nay nhé các anh nhé. Em này thì đang mất lông đuôi, bởi vì em cũng đã nhổ nó đi rồi để nó mọc lại bộ lông đuôi mới các anh nhé. Nhưng mà chim bộ to rất là đẹp luôn. Em này em chia sẻ giao lưu với anh em nhà mình là 1.200.000 nhé. Chim mỏ to, đầu mặt đẹp. Lông bằng, đầu bằng nhé các anh nhé. Em này đầu rất là bằng luôn, đầu rộng. 1.200.000 cho anh em nhà mình. Bên kênh của em Quỳnh thì em có chia sẻ chim thì cũng báo giá cụ thể luôn. Vì vậy anh em mà kết em nào rồi thì cứ gọi điện cho em là mua được thôi. Bởi vì giá và mã số em họ Mi thì em cũng có báo trên video clip rồi. Các bác mà cảm thấy ưng rồi thì gọi điện cho em là chốt được hàng nhé. Bên em báo giá thì chưa bao gồm phí ship. Vì vậy anh em nhà mình ở đâu thì vui lòng thanh toán thêm phí ship hộ em Quỳnh. Số điện thoại liên hệ với em Quỳnh là 0983 936 899. Vâng, và cả nhà mình xem kênh của em, nếu mà thích những video về mi mộc chia sẻ trên kênh của em phù hợp với giá tiền mà anh em mong muốn thì anh em có thể đăng ký kênh của em để xem nhiều video về mi mộc và khiếu mộc nhé. Đấy, bên em thì chuyên mi và khiếu thôi các bác ạ. Hai cái dòng đấy rất là nhiều, cả mi thuần, mi mộc. 1.200.000 nhé các anh nhé. Đây cũng là em họ Mi thứ 5 trong video clip này rồi. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi những video clip trên kênh của em Quỳnh Vân Quang. Bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây và chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nhé các bác nhé.